À, xin chào mừng các bạn đến với một cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Warhammer 2. Mình là Totan qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái bản update mới của cái phiên bản Warhammer 2 này. Vừa mới cập nhật trong cái ngày mùng 8 tháng 11 này. Chúng ta sẽ có sự xuất hiện thêm của 4 log mới của nhóm các nước cướp biển. Đây, đầu tiên chúng ta phải kể đến là lão già này. Lão già này cái... Ui, chơi 60 điểm ngoại giao với bọn thằn lằn. Cộng leadership đánh nhau bọn thằn lằn. Cộng phòng thủ cận chiến cho các log và heroes trong quân đoàn. Ây da, thằng này được đấy. Đúng không? Vampire cao cộng 3, magic ổ cho tất cả các kháng phép cho tất cả các đạo quân ấy. Cái thằng này là cái thằng mà bộ phim giới thiệu các bạn đã xem rồi này đấy. Tất nhiên chúng ta cướp đây infamy và loài trung thành cướp biển. Nói chung nó thuộc nhóm cướp biển. Đây tiếp theo một thằng nữa, thằng này thì mình lại thấy nó tăng về cái reward lost tuyển quân này. Mình chưa hiểu lắm nhưng mà đây upkeep giảm cho cái đơn vị quân này 20% cộng weapon strength cho các quái to. À ui, mấy thằng này chắc có lẽ là thần cướp thần biển rồi, nhìn nó trông giống với cái thằng là John ở trong cướp biển vùng Caribe hết nhỉ. Còn thằng này thì đúng là cướp biển. Thằng này trừ 100% điểm ngoại giao với Norska. À, thằng này sẽ đánh nhau chủ yếu với Norska. Cái gì đây? Khả năng tìm kiếm trên map tăng 50% cướp và bóc. Thằng này leadership này, cộng leadership cộng 20% đam cho cái đơn vị quân này. Melee attack cho bọn này. Ai chà, cộng 8 điểm melee attack là cao đấy. Được, để mình xem này. À, con mụ này trông như kiểu là nói thế nào nhỉ? Con mụ này giống như kiểu linh hồn biển cả ấy. Nó cộng 2 điểm trung thành của các tướng mới tuyển. Giảm upkeep cho bọn system và cái bọn Mogul. Tí tuyển quân của hai đoạn quay đấy luôn. À đây cái này ngon này. Kháng sát thương vật lý 5% cho tất cả các đơn vị quân này. And magic attack này. Có tấn công phép thuật nữa. À. Mấy đạo quân này xem qua thấy cũng có vẻ hay đấy nhỉ. Mình còn rất nhiều DLC, ví dụ như là mấy em này. Mấy em này mình còn chưa bao giờ động đến luôn. Và mấy anh thằn lạ sắc ướp này nữa. Nhưng mà đó là câu chuyện của sau này. Bây giờ mình sẽ test qua thử xem là quân đội của mấy anh mới này có cái gì hay không. Đây, Vampire Cow 4 nhánh. Mình xem là hình như quân nó cũng không khác nhau là mấy đâu, không có gì khác nhau cả. Quân nó cũng vậy thì phải. Chắc nó chỉ bổ sung một số cái tướng hay khác một tí. Tướng này là tướng gì? Quân đội cũng vậy thôi. Test qua tí xem nó thế nào. Ôi đến quân này thì mới có hồn ma. Quân này độ khó cao nhất mà. Ôi nhưng mà lính của nó thì cũng vậy cả thôi. Thì mình xem nào mấy bọn phép thuật này. Nói chung cái thằng này thì bao giờ nó giống nhau hết. Đó đều là tấn công cơ bản. Nhưng mà thằng này không có giáp, đó là hồn ma. Chắc chắn kháng vật lý của nó cao hút 75% chính xác. Cũng tuyệt đấy. Nó có thêm cái nhánh này thì mình biết rồi này. Cái này thì là một trong cái loại phép thuật mình đã biết rồi. Nhánh này cũng vậy, là ma cà rồng. Nhánh này thì mình thực sự... đây nó chỉ là hỗ trợ tự động hồi máu khi tấn công cận chiến đây. Nhưng mà chúng ta có thêm một lớp phép thuật mới. Karen Pool. Chưa hiểu cái này lắm nhỉ. Hình như nó cho phép gọi lên một con ma.
cộng 90% chính xác. Ô, oh, có con này lên nó bắn cho thì phải là đau đầu. Miss the attack. Được rồi, thì xem này. Con này đi đúng không? Mấy con khổng lồ này nó bắn này. Răng G nó hơi thấp kìa. 90, con này thì 125, bắn xa phết này. 245 cơ. Bắn gì mà vãi thế? Đây nó đứng từ xa nó cẩu chết à? Ngang pháo à? Đây pháo chỉ đến 450 thôi mà. Mấy con khổng lồ. Test thử mấy con khổng lồ xem nào. Pháo này. Pháo này là pháo gì? Khẩu pháo của quảng cáo đấy phải không? Cái con này là cái con há mồm đấy đúng không? Thử xem những cái lính đời cuối nó có gì mạnh nào. Rồi. Hết rồi. Chà. Test thử một trận thôi, xem nó thế nào. Mụ già này có cái skill gì à? Cưỡi con gì đây? Chẳng biết nó cưỡi con gì. Rồi, vào thử mà làm trận xem tình hình quân cán nó thế nào. Chắc cũng vẻ đẹp đẹp đấy nhưng mà chủ yếu là ngắm thôi. Có thời gian thì mình sẽ làm cái chiến dịch này sau, chứ còn bây giờ thì mình còn đang dang dở quá nhiều các cái chiến dịch khác mà anh em đang đề nghị. Hiện tại thì cái bản Warhammer 2 này thì mình có rất nhiều DLC mới nhưng mà mình đã làm được đâu, bởi vì là cũng chưa có thời gian để làm. Mình sẽ test thử qua cho anh em xem là cái quân này nó có gì hay. Mình xem nó có gì hay không. Còn xác ướp này, còn Queen và Dark F và 2F đều có các chủng quân mới mình còn chưa chơi. Mà cái bọn cướp biển này thì nhìn trông nó cũng lạ thật. Nếu mà nó có những cái đơn vị súng bắn xa như thế này thì chắc nó còn hổ báo hơn cả bọn. Ờ, nếu mà có quân quái to bảo vệ thì đau đầu đấy. Ủa, nó có cả rồng nhá, lính bay. Lúc đầu mình cứ tưởng nó không có lính bay nhưng đây nó có cả rồng cái thôi. Lính bay mà lại còn có cả súng, lại còn có cả khổng lồ. Thế này thì mệt đấy. Chưa biết campaign nó như nào nhưng mà về lính mà nói thì như thế này là nguy hiểm. Đây à? À, cưỡi con cua vỏ ốc à? Ui dồi ôi, nó cưỡi con cua vỏ ốc. Đâu khẩu pháo rồi? Đúng khẩu pháo quảng cáo ở đầu. Ở ngoài video đây rồi. À, đây là mấy con cua. Con cua vỏ ốc. Quân đoàn toàn cái bọn cua vỏ. Xem các cái chủ quân nữa. Đây rồi, thằng này là cái. Ôi bọn rơi này. Rơi này nó có cái gì không nhỉ? Chưa hiểu đánh bọn này kiểu gì luôn. Ồ. À, con cua vỏ ốc cỡ to à? À. Con rồng này có gì hot nhỉ? À, hình như cái bọn rơi này nó ném cái thằng người bên dưới thì phải. Ném xác chết à? Ừ đúng rồi, nó có tầm xa mà.
nó tầm bắn thế này. Ôi nó thế nào là lập lớp lính bay thứ hai. Ôi ôi, để mình xem nào, đây là cướp biển thông thường đúng không? Ô bọn xác ướp này, à bọn xác sẽ bọn hồn ma này, hồn ma này đúng theo kiểu của ma cà rồng rồi. Bọn này nó bắn cái gì, tầm bắn không? Ô tầm bắn xa vãi chưởng luôn này. Hồn ma cầm, ôi ôi, hồn ma cầm khẩu súng vãi chưởng thế. Một thằng bê hòm đạn theo đấy. À con này thì triển khai được ở cái vùng đất này. Còn đây à, mấy con cua vỏ ốc. Con này với con này giống nhau à? Nó chỉ là hero với cả thường thôi đúng không? Rồi, cua vỏ ốc nhóm nó lại. Gì đây? Ái chà, bọn này chắc kiểu một dạng bộ binh. Được đấy, quân của bọn này đa dạng kinh khủng thật đấy. Hồn ma. Ô, quân nó đa dạng lắm. Bọn này bọn bắn súng này. Con này thì tầm bắn. Ôi tầm bắn của bọn này nó xa cực kỳ luôn. Quá nguy hiểm. Bọn này là bọn gì? Cái con này là con gì? Không biết luôn. À đây cái con này giới thiệu đầu game đây. Cái con này nó có một nửa con người thôi. Ôi ô. Khẩu pháo. Ui. Khẩu pháo này mà bắn thì to đầu à? Thằng này là thằng, đúng rồi, thằng này giới thiệu là bắn súng đấy mà. Đúng đây, bắn anh xem nào. Rồi bắt đầu thử trận chiến xem đánh nhau nào đó. Có lẽ tiện nhiều nhiều. Ôi gì kìa, giờ em phai đang lên rồi kìa. Ơ kìa, ngắm bắn kìa, ai rồi. Ui bọn này chưa bắn được à? Bọn này tầm bắn hơi xa chưa tới. Đang bị trúng rồi. Ui 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 ui. Chết đấy, chết đấy. Oh. Ôi nó bắn kinh lắm. Ôi nó bắn thằng Maliki vãi chưởng. Ôi ôi ôi. Mấy con mài bắn ác thế nhỉ, nó có là súng nắm à. À. Ôi thằng này này, này nó bắn ra bạn. Ôi Maliki chết luôn. Maliki thú phép với bọn này à? Ôi tăng chính xác cho bọn này thế nào. Cầm lửa đấy á. Ôi giời ơi. Con rồng này đâu rồi? Xin. Ăn cho nó cho anh. Ăn luôn. Bắn cho nó xem nào. Ôi. Con này ăn đi, ăn đi. Mấy thằng cung tên nó kệ nó. Bọn này được đấy. Đâu rồi? Mấy con bay bay rồi. Ở đây nó có cái gì đây? Giảm sức chiến đấu của cái đối phương xuống này. Ủa hay thế. Nó kìa, nó bắt khẩu pháo của mình này. Ném bom chết luôn, bầm con ngựa này nó đi. Xem nó ném cái gì vậy? Chúa mình test mình xem nhỉ. Chính xác. Ui 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 ui.
Hay đấy, hay đấy, hay đấy. Maliki nó mạnh mà, nhưng mà không sợ, mình đang xét thử quần cho nó. Con rồng rồi. Kim rồng nó đây. Ô, mấy con này của mình đứng im này. Cho đi đánh nhau đã. Ô, hay mà nhỉ. Ô. Được đấy. Ờ, hai thằng hero đứng nhìn này. Ra đánh nhau đi. Chất chất như quả đất này cơ mà. Ăn nó nào. Mình thích nhất là cái thằng bắn súng này. Ôi, nó bắn kinh lắm. Khổng lồ rồi. Ôi, nó ngắm bắn kìa. Ui, ui. Đây rồi. Ui. À. Cái thằng lính ở bên dưới bắn súng và con rơi bên trên nó vác bọn này đi. Ờ, còn mình có mỗi một cái thằng khổng lồ duy nhất là con này. Đúng không? Rồi chơi nó luôn. Chơi thằng Maliki đi em ơi. Nó test nên là mình chưa biết quân kiếp nó đánh nhau kiểu gì. Mình biết trước sau này mình sẽ để phối lại quân. Bọn pháo này đông quân lắm. Pháo này cũng trâu đấy. Nó dẹo rồi. Giảm sức chiến đấu của quân địch xuống à. Ăn nó luôn đi. Maliki chết luôn. Ui. À, bắt đầu bắn rồi. Ui. Quân gì của nó cũng hay luôn đấy. Ui giời, thằng này bắn súng phun lửa à. Thanh niên này còn chất như quả đất luôn này. Thanh niên này mới gọi là chất này. Ui ôi, nó là cái thứ gì thế này. Ui. Vãi. Diệt mấy con rồng của nó. Tướng nó quay lại à? Ăn luôn. Ui. Hay quá. Rồi bọn cướp biển thì quân của nó toàn quân hay. Lính gì của nó cũng chất cả. Kể cả lính để đầu. Ôi anh súng phun lửa này thì đỉnh quá. Ui. Ồ. Tuyệt đấy. Ờ, đây là đội. À, bọn ở đây chui ra đấy. Hình như mình gọi bọn này lên. Hình như nó là cái skill thì nó ban đầu tuyển quân làm gì có bọn ngựa này đâu nhỉ? Bọn này gần giống như kiểu Blood Knight nhưng mà nó là ma hồn ma. Ô, thế thì không được rồi. Thế này bọn này mạnh quá. Ôi bọn này bắn tiếp tục bắn à, không cua vỏ ốc này nữa. Ui cua vỏ ốc vẫn lên máu. Ui rồi bọn này. What the fuck. Ôi cái bọn ngựa này mới là bọn này ở đâu chui ra nhỉ. À, một lúc sau chúng nó chết dần. Đợi chúng nó chết dần. Nó là gì được gọi lên từ skill. Cái skill của thằng nào chứ? Ủa con mụ này à?
Ôi, con gọi được cả mấy con cua và ốc lên này. Đúng không? Nếu không nhầm. Đang gọi lên đấy. À chính xác. Ui đúng rồi, nó gọi được lên, gọi được quái lên. Ô con mụ này quái dị thế nhở, con mụ này đúng mới đúng là lữ thần biển cả đấy. Ô con mụ này đúng lữ thần biển cả. À được. À thôi kết thúc trận đánh đây được rồi. Với chủ yếu chúng ta xem nó thế nào ấy. Nhưng mình thấy phải nói là quá chất luôn ấy. Nay chết nguy hiểm vãi. À có lẽ mình tạm thời xin dừng cái video này ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong một cái chiến dịch cụ thể của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.